Nhắc đến Móng Cái là nhắc đến khu kinh tế cửa khẩu đầu tiên và lớn nhất cả nước, là nơi duy nhất trên cả nước có lợi thế ven biển. Ven biển là cửa ngõ thông thương hàng hóa cực kỳ lớn thông qua các cửa khẩu như Bắc Luân 1, 2, cảng cạn ICD Hành Đạt. Với những lợi thế trên, Móng Cái đã quy hoạch và xây dựng phát triển như thế nào? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về quy hoạch chung của khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và những dự án lớn đã, đang và sẽ được thực hiện. Ngày 16 tháng 3 năm 2021, trên cơ sở đề xuất của tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 368 đồng ý phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040. Theo đó, phạm vi quy mô lập quy hoạch căn cứ theo ranh giới của cửa khẩu Móng Cái với diện tích tự nhiên khoảng 121.197 ha, bao gồm toàn bộ 17 đơn vị hành chính của thành phố Móng Cái và 5 xã, thị trấn của huyện Hải Hà. Tính chất chức năng của khu kinh tế được xác định là trung tâm phát triển kinh tế quan trọng của vùng Bắc Bộ, của vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ và hành lang kinh tế Côn Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Móng Cái, Phong Thành, Trung Quốc, trung tâm kinh tế thương mại cửa khẩu, công nghiệp và cảng biển, logistics, dịch vụ tổng hợp của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Khu du lịch quốc gia có tính chất du lịch biển đảo, thương mại cửa khẩu, là đô thị biển hiện đại và bền vững. Khu vực có vị trí đặc biệt về chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh. Quy mô dân số của khu kinh tế đến năm 2040 đạt khoảng 470.000 người. Định hướng phát triển không gian tổng thể của khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái theo 3 hành lang, gồm hành lang đô thị, dịch vụ dọc quốc lộ 18, hành lang du lịch, nông nghiệp và dịch vụ cảng, hành lang sinh thái và biên giới, và hai vùng phát triển động lực là thành phố Móng Cái và khu đô thị công nghiệp, cảng biển Hải Hà. Cấu trúc phát triển không gian chia làm 5 khu vực chính. Khu A, khu trung tâm thành phố Móng Cái phát triển theo cấu trúc vành đai và hướng tâm, trong đó phát triển các khu đô thị, dịch vụ tập trung phía bắc đường ven biển, khu vực phía nam phát triển hệ thống cảng biển, hậu cần cảng và các khu công nghiệp chế tạo công nghệ cao, kết hợp phát triển dịch vụ du lịch cao cấp. Khu B, khu vực Hải Hà, định hướng phát triển khu công nghiệp cảng biển Hải Hà theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Khu C, khu đô thị dịch vụ tích hợp gồm các chức năng, khu công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics và các dịch vụ công cộng chất lượng cao. Khu D, khu du lịch biển đảo với chức năng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp. Khu E, dịch vụ thương mại vùng biên và phát triển nông thôn. Với quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhiều nhà đầu tư chiến lược như Vingroup, Sun Group, FLC, TNT, Ecoland, Amata, Bến Thành Holding, Tập đoàn Tech Home, Công ty Cổ phần Trung Chính đã đến nghiên cứu, tìm hiểu, đề xuất ý tưởng và triển khai đầu tư các dự án quy mô lớn, đột phá. Đã có trên 230 dự án phát triển hạ tầng được triển khai phát triển tại khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, trong đó đặc biệt là dự án cầu Bắc Luân 2 sau khi được đưa vào hoạt động năm 2019. Đã tạo ra những bước tiến vượt bậc trong hoạt động xuất nhập khẩu. Chỉ tính riêng trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Bắc Luân 2 vẫn đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, trở thành cửa khẩu có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Để tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông nhằm thúc đẩy hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu. Trong đó nổi bật là dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tuyến cao tốc có chiều dài hơn 80 km, thiết kế 4 làn xe chạy, vận tốc tối đa 120 km/h, tổng mức đầu tư lên đến hơn 11.000 tỷ đồng. Đây là đoạn tuyến cuối cùng của trục cao tốc dọc tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, điểm đầu kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, điểm cuối đầu nối với đường dẫn cầu Bắc Luân 2. Các hạng mục thi công xây dựng của dự án đang được đẩy nhanh tối đa và sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm 2022. Quảng Ninh sẽ có tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam với gần 200 km kết nối đồng bộ từ thủ đô Hà Nội qua thành phố Hải Phòng đến Móng Cái, giảm thời gian di chuyển từ thành phố Hà Nội đến Móng Cái từ 7 giờ hiện nay xuống chỉ còn 3 giờ, từ sân bay Vân Đồn đến Móng Cái từ 2 giờ xuống 50 phút. Cùng với đó, bên phía Quảng Tây, Trung Quốc cũng đã đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ từ Đông Hưng vào nội địa bằng các tuyến đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, thông qua đó hình thành một hành lang giao thương thuận lợi nhất trong khu vực. Đây là lợi thế mở ra những cơ hội phát triển mới thực sự đột phá cho khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Đặc biệt với siêu dự án cảng tổng hợp Vạn Ninh được Chính phủ khởi công xây dựng ngày 24 tháng 10 năm 2021 với số vốn hơn 15.000 tỷ đồng tại xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái. Đây sẽ là siêu cảng lớn nhất khu vực Đông Nam Á, cửa ngõ kết nối giao thương tối quan trọng giữa khu vực Đông Bắc Á và khối quốc gia ASEAN. Dự án hoàn thành sẽ góp phần đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ cảng biển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thúc đẩy hoạt động logistics, xuất nhập khẩu, giao thương quốc tế, phục vụ cho tuyến đường giao thông huyết mạch này. Thời gian đầu tư, xây dựng dự kiến trong 3 năm, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 4 năm 2024. Hàng loạt các dự án giao thông hạ tầng mang tính động lực cũng đang được xây dựng, như tuyến đường kết nối từ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đến cảng Vạn Ninh dài 9,5 km, tuyến đường ven biển liên kết khu kinh tế Vân Đồn với khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đoạn từ cầu Voi xã Vạn Ninh đến tỉnh lộ 335. Bên cạnh đó, rất nhiều các dự án lớn được đề xuất từ các nhà đầu tư chiến lược. Tập đoàn Vingroup đề xuất nghiên cứu đầu tư 3 dự án lớn gồm
dự án tổ hợp trung tâm thương mại liền kề tại khu 3, phường Trần Phú. Dự án lập quy hoạch chi tiết khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân 2 diện tích 116 ha và dự án khu phức hợp đô thị công nghiệp dịch vụ và logistics Việt Đông cầu Bắc Luân 3 tại phường Hải Hòa 199 ha. Vingroup dự kiến đầu tư trên 3.400 tỷ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng, bộ phận phụ trợ xe ô tô cung cấp cho VinFast và các doanh nghiệp khác. Tập đoàn FLC đề xuất nghiên cứu đầu tư 4 dự án gồm: dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Ninh Dương tại phường Ninh Dương quy mô trên 486 ha, hai dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp FLC Trà Cùng 1 và 2 quy mô trên 1.497 ha và dự án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái FAM tại xã Hải Đông, Hải Tiến và phường Hải Yên, diện tích 537,6 ha. Tập đoàn Sun Group với dự án lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị kết nối cầu Bắc Luân 1 và cầu Bắc Luân 2 tại phường Hải Hòa, diện tích 65 ha và dự án tại nút giao cao tốc và đường dẫn cầu Bắc Luân 2 67 ha. Với những yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Móng Cái đang là điểm đến yêu thích của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn khi rót vốn vào nơi đây, tạo ra những cơ hội mới, vận hội mới để hiện thực hóa mục tiêu, trở thành một cửa ngõ năng động, đóng góp tích cực trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung.